Nhận hối lộ, bà Hoàng Thị Thúy Lan bị Trung ương khai trừ ra khỏi Đảng. Thưa quý vị, bà Hoàng Thị Thúy Lan bị Trung ương kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng vì những vi phạm trong quá trình công tác, có hành vi tiêu cực, nhận hối lộ gây hậu quả nghiêm trọng. Hình thức kỷ luật của bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung Đảng khóa 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, được Ban Chấp hành Trung ương Đảng đưa ra trong cuộc họp chiều qua. Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận định bà Hoàng Thị Thúy Lan đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong huyện chức trách và nhiệm vụ được giao. Bà Lan cũng đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương tiêu cực, nhận hối lộ. Trung ương đánh giá những sai phạm của bà Hoàng Thị Thúy Lan gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Ban Chấp hành Trung Đảng vì thế quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Ban Chấp hành Trung Đảng cũng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật. Những vi phạm của bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, được Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét kỷ luật tại kỳ họp thứ 38. Vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam bà Hoàng Thị Thúy Lan khi đó là Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc về tội nhận hối lộ. Cùng bị bắt và khởi tố cùng với bà Lan có ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Trước khi bị bà Lan bị khởi tố và bắt tạm giam, Ủy ban Thường trực Quốc hội cũng đã ban hành nghị quyết tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của bà Lan, cho phép các cơ quan chức năng thực hiện khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam. Việc khởi tố bắt tạm giam hai lãnh đạo đương nhiệm của tỉnh Vĩnh Phúc đang nằm trong diễn biến điều tra mở rộng vụ án sai phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hậu, tức Hậu Pháo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, công an cũng khởi tố 5 người liên quan bao gồm Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng Giám đốc, Đỗ Thị Mai, Kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, Kế toán viên, Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group, Nguyễn Hồng Sơn về tội danh nêu trên. Lý do miễn nhiệm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, trình tự miễn nhiệm Chủ tịch nước ra sao? Thưa quý vị, vừa qua thông tin Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước chỉ sau một năm đương nhiệm khiến nhiều người bất ngờ và nhiều người cũng đặt ra câu hỏi lý do ông Võ Văn Thưởng thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước là gì? Và ngay sau đây chúng tôi sẽ giải đáp câu hỏi này trong video của ngày hôm nay nhé! Đầu tiên, chúng tôi xin phép giải thích một chút về lý do miễn nhiệm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là gì? Tại Điều 5 Quy định số 41 QĐ-TQ năm 2021 quy định về việc xếp miễn nhiệm Chủ tịch nước được căn cứ vào một trong các trường hợp sau: bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách nhưng uy tín bị giảm sút không thể đảm nhiệm chức vụ được giao, bị kỷ luật khiển trách hai lần trở lên trong cùng một nhiệm kỳ hoặc trong thời hạn bổ nhiệm, có trên 2/3 cổ phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ họp phiếu theo quy định, có 2 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ, bị cơ quan có thẩm quyền kết luận là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự biên, tự diễn, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm được nêu gương, bị ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và cơ quan, đơn vị nơi đang công tác, bị cơ quan có thẩm quyền kết luận vi phạm về tiêu chuẩn chính trị theo quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng đến mức phải miễn nhiệm. Đồng thời, căn cứ vào Điều 6 Quy định 41 QĐ-TQ năm 2021 cũng có quy định về việc căn cứ xem xét các chức vụ như sau. Căn cứ xem xét từ chức, việc xem xét đối với cán bộ xin từ chức được căn cứ vào một trong các trường hợp sau: một, do hạn chế về năng lực hoặc không còn đủ uy tín để mà hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao; hai, để cơ quan, đơn vị mình quản lý phụ trách xảy ra sai phạm nghiêm trọng; ba, có trên 50% phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ họp lấy phiếu theo quy định; 4. Lý do chính đáng khác của cá nhân. Theo như quy định trên, sẽ có 4 lý do để Chủ tịch nước từ chức và xin thôi không làm nhiệm vụ nữa: hạn chế chức năng của cá nhân hoặc Chủ tịch nước không còn đủ uy tín, để cơ quan đơn vị của mình quản lý phụ trách xảy ra những sai phạm nghiêm trọng, có trên 50% phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ họp lấy phiếu theo quy định. Lý do chính đáng khác của cá nhân. Ông Võ Văn Thưởng được coi là một người khá thân cận với ông Nguyễn Phú Trọng. Đặc biệt, con đường đi lên của ông Thưởng cũng có những quan điểm phát biểu của ông Thưởng cũng khá giống và gần gũi với những nhận xét của ông Trọng về mặt ý thức hệ thống, về tư tưởng.
Vì thế, chúng tôi thấy rằng nếu chúng ta nhìn vào tất cả những việc đây, việc ra đi của ông Võ Văn Thưởng là một sự kiện hết sức quan trọng trong bản đồ chính trị Việt Nam. Đặc biệt từ đây cho tới năm 2006, báo điện tử Chính phủ cũng có thông báo kết luận từ cuộc họp vừa qua của Ban chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí Võ Văn Thưởng là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, được phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, vừa qua, theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và cơ quan chức năng, đồng chí đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng và chịu nhiệm người đứng đầu theo các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Những vi phạm, khuyết điểm của đồng chí Võ Văn Thưởng đã gây ra dư luận xấu, làm ảnh hưởng tới uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và Nhà nước và nhân dân, đồng chí đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xét nguyện vọng của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý để đồng chí Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Lời lẽ nặng nề nhưng ý nghĩa vẫn chung chung, thật khó có thể biết được tận tần cụ thể tại sao ông Võ Văn Thưởng lại phạm lỗi gì, tham ô hay là suy thái về tư tưởng đạo đức, lối sống, bản thân ông vi phạm hay cán bộ thuộc cấp vi phạm. Trong những ngày vừa qua, đã có những đồn đoán về sự liên quan của ông Thưởng đối với những sai phạm tại tập đoàn Phúc Sơn. Nhất là khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án tập đoàn Phúc Sơn có cán bộ của ba tỉnh Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Vĩnh Long được xác định là có liên quan. Quảng Ngãi là nơi ông Thưởng từng làm bí thư tỉnh ủy, Vĩnh Long là quê của ông, còn Vĩnh Phúc là bí thư tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan. Người từng là ủy viên trung đoàn thời kỳ ông Thưởng công tác tại cơ quan này, bà Lan đã bị khởi tố tội nhận hối lộ liên quan tới vụ việc tại tập đoàn Phúc Sơn và bị Trung ương Đảng kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng trong cùng cuộc họp vừa qua với ông Thưởng. Cũng cần phải lưu ý tới một vụ việc khác, đó là vụ hai cựu tổng biên tập báo Thanh Niên bao gồm Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông vào giữa tháng 1 năm 2004 cũng bị khởi tố với cáo buộc bán đất công cho Tư dẫn tới thất thoát tài sản nhà nước. Hành vi của hai bị cáo xảy ra trong giai đoạn khoảng từ năm 2018 đến các năm sau đó. Đây là giai đoạn mà ông Võ Văn Thưởng làm bí thư thường trực và sau đó là bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn năm 2006 tới năm 2001. Cơ quan chủ quản của báo Thanh Niên với vị trí là thủ trưởng của cơ quan chủ quản, ông Thưởng có thể đã ký duyệt các chủ trương để báo Thanh Niên bán bất động sản nói trên. Ông có thể phải chịu nhiệm của người đứng đầu. Tuy nhiên, những điều có hiểu đây là một vụ việc dường như đã chìm xuống từ rất lâu nhưng gần đây đột nhiên lại bị khơi lại. Đồng chí Võ Văn Thưởng là cán bộ